Chào mừng các bạn quay trở lại với Hỏi Đáp cùng Louis. Thì trong cái video lần này mình sẽ cố gắng trả lời hết tất cả các câu hỏi mà mình vẫn còn nợ các bạn ở trong cái video lần trước. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên là đến với câu hỏi của bạn Đoàn Ánh Dương. Em theo dõi anh trên YouTube và Facebook cũng đã lâu, thấy anh chia sẻ kinh nghiệm về nhiếp ảnh rất là có tâm. Mong anh có thể làm một clip nói về việc newbie nên chọn combo body và lens cộng với phụ kiện đi kèm như thế nào là hợp lý và sử dụng để làm quen từng dòng máy ảnh như là Canon, Sony, Nikon hay là Fujifilm. Chúc anh sức khỏe và làm nhiều clip bổ ích. Rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Và tuy nhiên về cái chủ đề về thiết bị máy ảnh gì đó thì như anh đã làm một chuỗi series, một chuỗi video rồi về tổng quan hết tất cả thiết bị và các yếu tố để mình cân nhắc có thể lựa chọn được một cái combo máy ảnh dành cho các bạn newbie. Thì hình như đâu đó nó là tới tận 5 video lận. Thì có gì em thử xem lại ha. Anh sẽ để cái hình nó hiện lên trên cái màn hình thì bạn nào quan tâm cũng có thể xem lại. Thì cái lúc đó là thời như cũng hơi lâu rồi, một khoảng thời gian trước, lúc đó là mình không có được đẹp trai như bây giờ. Nếu mà lỡ xem xấu quá thì có gì các bạn cũng thông cảm. Tiếp theo đó là câu hỏi của bạn Trịnh Minh Hiếu. Em chào anh, em sử dụng body 6D và lens 50 STM. Anh có gợi ý nào cho em một con lens tầm giá dưới 2 triệu không ạ? Giờ em mới dồn hết tiền mua body rồi. Em cảm ơn và chúc anh thật nhiều sức khỏe. Rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Tuy nhiên trong cái trường hợp của em thì anh không thể nào giúp cho em được. Bởi vì cái con lens mà 50 STM đó là một con lens rất là rẻ và rất là chất lượng dành cho full frame rồi. Còn nếu mà những cái dòng lens khác mà chất lượng tương đối khá ok cho full frame á, của Canon luôn nha, thì phải tầm đâu đó từ 3 triệu hoặc hơn 3 triệu trở lên, chứ không có những cái dòng lens giá rẻ hơn. Nên đây cũng là anh không có cách nào có thể giúp được cho em hết. Nên chỉ có một cách duy nhất đó chính là em phải cố gắng dành dụm tiết kiệm để mà mình có thể mình sắm thêm những con lens khác cho cái body 6D của mình. Đây cũng chính là cái kết quả mà một số bạn mới nghe những cái lời mà tư vấn trên mạng á, của các bạn trên mạng là nên cố gắng lên cái body full frame đi, rồi xài đỡ cái con 50 STM, rồi sau đó từ từ sắm lens sau. Thì thật ra với cái chỉ mỗi một cái con lens 50 STM thôi thì các bạn chụp rất là dễ chán, bởi vì rằng là nó chỉ chụp được chân dung mà thôi các bạn. Ví dụ như muốn chụp phong cảnh, muốn chụp tập thể thì điều đó sẽ rất là khó luôn. Và những cái con lens khác của full frame thì giá nó sẽ chát hơn crop rất là nhiều. Nên là tại sao các bạn sẽ thấy rằng nhiều người họ cân nhắc là nên chọn 6D, 80D hay là M50 là như vậy. Tuy rằng cái giá sẽ xem như nhau, tuy nhiên là cái con đường ở phía sau, cái con đường dài ở phía sau thì khác nhau rất là xa. Tiếp theo đó là câu hỏi của bạn Chiêu Trịnh. Canon 6D hiện tại còn làm dịch vụ tốt không anh? Tầm 15 đến 18 triệu thì có con lens nào phù hợp trong việc tập làm dịch vụ không ạ? Em cảm ơn anh đã giải đáp thắc mắc. Chúc anh nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Rất là cảm ơn cái lời chúc sức khỏe cũng như là chúc thành công của em. Thì với cái tầm giá mà 15 đến 18 triệu á thì rất là có nhiều lens cho em lựa chọn. Tuy nhiên em đang nói là để làm dịch vụ. Ở đây dịch vụ là gì? Ví dụ như em chụp chân dung, chụp tiệc nè, chụp lễ cưới nè, chụp event, chụp baby vân vân vân, nó đều là dịch vụ hết. Quan trọng là em chụp cái gì. Thì rất nhiều người gói gọn hai chữ dịch vụ, nhưng mà mình phải khai thác hiểu rộng ra dịch vụ là thể loại như thế nào, mình đang theo đuổi dịch vụ gì. Và nếu mà em theo đuổi chỉ có chuyên về lễ tiệc cưới thôi hay là chụp event thôi thì em với cái tầm khoảng 18 triệu thì anh nghĩ em là cái sự lựa chọn tốt nhất đó chính là Canon 24-105 F4-2. Còn nếu mà em có thêm về mảng chân dung nữa thì em nên chọn combo hai lens như sau, đó chính là con lens 85-108 USM và cái con lens 24-70 F4. Tiếp theo đó là câu hỏi của bạn Hải Trần Nguyễn. Mình đang dùng máy Canon 800D và lens kit 18-55 F4-5.6. Muốn thay lens kit này để có chất lượng tốt hơn nên muốn đổi sang lens Sigma 17-50 f2.8. Không biết là có tốt hơn hay là không, hay là có lens nào khác, nhờ Louis tư vấn giúp, cảm ơn nhiều. Thì khi nhắc với cái dòng lens crop của Canon á thì mình không thể nào không kể đến một chiếc lens rất là huyền thoại, đó chính là King of Crop ha. Đó là lens Canon 17-55 f2.8. Tuy nhiên là cái dòng lens này ra đời khá lâu rồi và giá nó không hề rẻ, nên là nếu mà so sánh về chất lượng trên giá tiền thì không thể nào có chiếc lens nào mà so sánh được với con là Sigma 17-50 f2.8 cả. Thật ra là mình chưa thấy một cái con lens nào nó có khả năng giữ giá lâu và ổn định tới mức kinh khủng như là cái chiếc lens này. Khoảng tầm là hơn 2 năm trước mình đã từng mua cũ lại và mình sử dụng chiếc lens này là giá ở đó khoảng tầm 5 triệu. Mình nhớ không là 5 triệu. Thì cho tới thời điểm hiện tại bây giờ luôn đã hơn 2 năm sau rồi,
những chiếc len cũ vẫn còn được bán với giá 4,5 triệu. Tiếp theo đó là câu hỏi của bạn Nón Lá YouTube. Em muốn kiếm tiền từ ngành ảnh để nuôi đam mê, nhưng hiện tại em chưa biết bắt đầu từ đâu. Anh cho em lời khuyên với ạ. Thì với cái thắc mắc này của bạn Nón Lá YouTube á, thì mình đang thấy rằng là bạn nói là bạn muốn kiếm tiền để nuôi đam mê. Thì ở đây là mình tạm đoán rằng á, là em đang có một cái công việc khác là công việc chính. Đây chỉ là một cái niềm đam mê của em thôi, và em muốn kiếm tiền để nuôi dưỡng cái đam mê này. Thì tất nhiên là trong cái trường hợp của em thì em đã có một cái công việc chính khác rồi, nên là rất là khó, gần như là không thể em xin vào các studio chuyên về ảnh cưới để làm full time tại đó được. Nên là cái việc mà em lựa chọn chỉ có thể đó chính là làm freelancer, tức là làm tự do, hoàn toàn tự do về giờ giấc, tự do về phong cách hoạt động của chính mình. Thì khi mà em muốn làm về freelance trong lĩnh vực chụp ảnh, thì cái đầu tiên và chắc chắn em cần phải có đó chính là cái profile, tức là cái mà mình sẽ show cái hình ảnh của mình ra cho người ta xem khi mà họ muốn xem cái khả năng của mình chụp như thế nào, cái phong cách của ảnh của mình ra làm sao. Thì có thể là em sẽ up ở trên YouTube, trên Zalo, trên Instagram vân vân, ở cái mạng xã hội nào mà mình muốn phát triển ở trên đó. Chứ trong chụp ảnh em không thể nào mà em đi nói người ta là em chụp đẹp lắm, hãy book em đi. Không thể nào mà có chuyện đó được. Nên là ảnh là người ta phải nhìn bằng mắt, và khi nào người ta cảm thấy hợp gu, thấy đẹp và hợp gu nữa người ta mới book. Chứ mà đôi khi đẹp mà không hợp gu thì người ta cũng sẽ không có book đâu. Thì mới trong cái thời gian đầu tiên mà em muốn có được những cái profile này cho mình á, tại vì trong cái gian đầu này khách gần như là sẽ không book em, nên em muốn có profile này, em cần phải chụp free cho người khác. Em có thể chụp cho người quen, chụp cho bạn bè, người thân vân vân. Và nhớ là nên lựa cái đứa nào đó xinh xinh một tí xíu để cái profile mình sẽ đẹp hơn, tại vì mẫu càng xinh thì ảnh của mình nó sẽ càng đẹp. Ngoài ra thì em vẫn có thể giao lưu với các mẫu ở trên các group chụp ảnh trên mạng xã hội ha. Thì cái này thì tùy thôi, tùy theo mà, tại khi đó là mình đang giao lưu với một người lạ thì nó cần cái khả năng, ngoài trừ khả năng chụp, nó sẽ cần tới cái khả năng giao tiếp của em nữa. Khi mà em chụp mà em không giao tiếp được với mẫu, không giao tiếp được với người ta, thì cái bức ảnh của em nó chụp sẽ rất là khó để đẹp. Cần cái khả năng, ngoài trừ khả năng chụp, nó sẽ cần tới cái khả năng giao tiếp của em nữa. Khi mà em chụp mà em không giao tiếp được với mẫu, không giao tiếp được với người ta, thì cái bức ảnh của em nó chụp sẽ rất là khó để đẹp. Và sau đây là một số hướng mà anh gợi ý cho em để có thể em kiếm được cái thu nhập từ cái đam mê chụp ảnh của mình. Đó chính là em có thể liên kết cộng tác với lại một số studio về cưới hoặc là studio về ký yếu. Khi mà họ cần những cái người giúp ảnh mà đi chụp về sự kiện nè, chụp tiệc lễ cưới hay là chụp ký yếu gì đó, thì người ta có thể liên hệ với em và em đi chụp về giao file cho họ. Thì lúc này em sẽ không bị em sẽ không bị bó buộc cái khoảng thời gian của mình lúc nào cũng kè kè ở cái studio đó. Ngoài ra là em vẫn có thể liên kết với các studio và về concept á. Thường mà người ta, cái studio đó sẽ cho người ta thuê cái phòng đó để chụp concept. Thì đôi lúc khách hàng sẽ muốn kiếm rằng là có một cái người nhiếp nào để chụp luôn cho họ hay không, thì lúc đó studio nó sẽ liên hệ với em và em sẽ chụp hình cho họ. Thì đây hoàn toàn những cái cách cộng tác thôi. Nên là em hoàn toàn có thể chủ động về thời gian, chủ động về công việc của mình. Mình có quyền nhận hay là có quyền không nhận, nó khác hoàn toàn với việc mà em làm full time cho một cái studio nào đó. Thì đây là những cái lời gợi ý của anh. Chúc em sẽ tìm được cái niềm đam mê cho chính mình và nuôi dưỡng nó. Tiếp theo đó là câu hỏi của bạn Tuấn Đạt. Em chào anh, mong anh tư vấn với kinh phí 20 triệu. Em mong anh tư vấn cho cái combo DSLR Canon nào tốt dành cho người mới chơi. Em chủ yếu là chụp chân dung, phong cảnh, đời sống. Giữa 6D và 80D cộng với Sigma 17-50 cộng với lại 50 STM thì combo nào sẽ tốt hơn? Em xin cảm ơn. Thì về cái khoảng mà xét về body thôi nha, là từ 6D với 80D thì cái con 6D nó là full frame, còn 80D chỉ là crop thôi. Nên về chất lượng hình ảnh thì con 6D hoàn toàn hơn hẳn con 80D. Còn mà về cái sự tiện dụng, về cái công nghệ hoặc là về những cái tính năng lấy nét, sự đa dụng hoặc là chụp những cái góc khó, thì 80D nó có cái màn hình cảm ứng xoay lật thì nó ăn đứt hoàn toàn cái con 6D kia về những cái tính năng về công nghệ và lấy nét. Nên là nếu bản thân em thích về chất lượng hình ảnh và có thể tự tin khi mà mình làm dịch vụ chẳng hạn vậy, mình đi kiếm tiền từ người khác, thì em nên chọn con 6D vì nó cho chất lượng hình ảnh tốt hơn. Còn nếu mà em thích cái sự tiện dụng, sự thoải mái khi chụp, công nghệ chụp nó sẽ phù hợp cho chụp gia đình nè, chụp nghiệp dư hoặc là chụp cho bạn bè, người thân, du lịch vân vân gì đó, thì em nên chọn cái con 80D. Tuy nhiên với cả hai con máy ảnh này thì anh vẫn khuyên em là nên mua cũ, tại vì hai cái máy này nó đã ra đời cũng một khoảng thời gian khá lâu rồi, và cái giá cũ hiện tại của nó đang rất là thấp, nên mà khi em mua máy mới thì nó sẽ bị chênh giá và em sẽ bị mất giá đi đó rất là nhiều. Với cái tầm giá tài chính khoảng 20 triệu thì em hoàn toàn có thể mua được một cái combo 6D và một cái con len là Canon 24-1.5 f4 IF-1
hoàn toàn chụp đa dụng các thể loại của em đều rất là tốt. Còn đối với con 80D thì giống như là em đã đề cập ở phía trên, đó là hai cái con lens mà em đã nói. Kế tiếp đó là câu hỏi của bạn DN. Chào anh. Anh cho em hỏi, em đang xài Sony A72 dùng với lens kit 24-70. Hình như anh nhớ không lầm mà lens kit là 28-70 á. Em muốn dùng lens máy crop dòng Sony cùng ngàm E để lắp vào cho full frame thì có ổn không? Vì giá lens crop em thấy rẻ. Em không biết là chung ngàm thì có xài được hay là không. Mong anh giải đáp và chúc anh sức khỏe. Rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Thì nếu như là anh biết không lầm á, thì là cùng ngàm thì em hoàn toàn thể lắp được lên trên từ cái lens của máy crop lên trên máy full frame. Đó đối dòng của Sony nha. Còn dòng Canon thì không được nha. Tuy nhiên nó có hai cái vấn đề như sau mà em cần phải cân nhắc. Thứ nhất đó chính là khi em lắp lens crop lên full frame thì em chụp ra tấm ảnh của em nó vẫn sẽ bị crop lại 1.5 lần, y chang như là em lắp lens crop lên máy crop vậy. Giống như là em lắp cái lens 18-105 đi, thì cái góc 18 đó em cắm trên máy full frame thì em chụp ra hoàn toàn nó cũng sẽ ra cái góc 18 trên crop, chứ nó không có ra góc 18 trên full frame đâu. Em nên nhớ hoàn toàn như thế. Và cái vấn đề thứ hai đó chính là thí dụ như là cái con máy A72 đi, thì nhớ không lầm đó là cái độ phân giải ảnh nó là 24 megapixel đúng không? Thì khi mà em chụp tấm ảnh em gắn lên crop, em chụp tấm ảnh ra thì nó sẽ crop cái sensor lại. Nên là khi cái tấm ảnh em chụp ra, thứ nhất là bị crop, bị góc nhìn. Cái thứ hai là cái tổng cái độ phân giải của tấm ảnh mà em chụp ra đó thì nó chỉ tầm khoảng 16 megapixel mà thôi, tại vì nó crop sensor lại. Thì đây là hai vấn đề mà em cần lưu ý. Và đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay đó là của bạn Wanat. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chia sẻ, chúc anh sức khỏe. Cảm ơn em. Anh có thể giải đáp khi chụp hình tiệc được không? Lúc em chụp thì ánh sáng đánh ra không đồng đều, khúc trên sáng nhưng mà khúc dưới tối một chút. Và em chụp thì thường background bị tối và chủ thể thì lại bị sáng quá. Em là người mới chụp, em cảm thấy chụp tiệc khó hơn là chụp ngoại cảnh nhiều, chụp đông người mỗi người một màu da khác nhau và chụp ra ảnh hình như không được hài hòa. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Thì về cái vấn đề mà chụp đèn flash khi mà chụp tiệc á, nói chung thì nó gặp ba vấn đề như sau, thì anh sẽ nói trước. Thứ nhất, một đó là khi em sử dụng đèn flash thì em phải cần có một cái tảng sáng ở phía trên. Thì bản thân anh là anh hay dùng cái tảng sáng gọi là cái Omnibound ha, cái dòng rẻ nhất và thông dụng nhất, 50.000 gì đó. Thì nó mục đích của nó là nó sẽ làm ánh sáng tản rộng ra và tản dịu hơn. Không, cái việc mà nếu em không dùng cái tảng sáng nào hết thì ánh sáng đi rất là gắt. Thứ hai đó chính là cái việc là trên cái đèn flash nó lúc nào nó cũng sẽ có cái chế độ zoom. Zoom này zoom của đèn nha, không phải là zoom của lens đâu. Thì cái độ zoom, cái tiêu cự zoom đó càng rộng, ví dụ như 24mm đi, thì nó làm cho cái ánh sáng tỏa rộng ra hơn, nó tỏa đều ra. Thì em nên chọn cái tiêu cự rộng, cái tiêu cự zoom đèn rộng ra vậy thì ánh sáng sẽ tỏa nhiều ra. Còn nếu mà em chỉnh cái tiêu cự cao quá thì nó sẽ gom ánh sáng lại thì sẽ rất là gắt. Bản thân anh hay chọn 24. Và cái vấn đề thứ ba đó là em chụp mà thường sáng tối không đều hoặc là cái background là tối chủ thể thì lại quá sáng, đó là cái vấn đề mà do em để ISO quá thấp khi chụp với đèn flash. Thì cái vấn đề mà chụp chi tiết với đèn flash á, anh đã có một cái video nói rất là kỹ, rất là chi tiết về vấn đề này rồi, và giải thích từng cái trường hợp như thế nào, ISO cao như thế nào, ISO thấp như thế nào rồi. Thì em có thể xem lại cái video này ha, thì anh đã có giải thích rất là chi tiết. Thì hy vọng qua cái video đó em sẽ nắm rõ hơn về cái kỹ thuật mà mình sử dụng đèn flash. Và đây là toàn bộ cái nội dung video hỏi đáp ngày hôm nay. Nếu các bạn vẫn còn thắc mắc gì cứ để lại bình luận bên dưới phần comment, mình sẽ cố gắng giải đáp hết tất cả các thắc mắc đó cho các bạn. Đừng quên cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.